hello chúng mừng quay trở lại với trần Văn tùng và đến với một dò án đường trên của the Ball. ngày hôm nay sẽ là một dò án ram hết sức đặc biệt ram vẫn là proxy fit to win nhưng mà proxy một lúc hai len trong một cái đấu cực kỳ khó mà cùng xem game đấu này thì the Bao sẽ có một màn proxy như nào nào let's go ok, okay dạo gần đây thì the Ball đã không có nhiều dò án và anh em thì lại đang muốn xem dò án của the Ball trên kênh của văn tùng nên là ngày hôm nay thì mình lựa một dò án cũng khá là cũ rồi cách đây cũng tầm 2 tuần À, game này thì ở trên kênh của the ball, the ball để một cái tiêu đề cũng rất là thú vị đó là một cái tít có tên là the hat game i had to carry game đấu khó khăn nhất từ trước đến giờ mà tôi phải gánh tim nhưng mà cùng xem xem là cái việc proxy một lúc hai lên thì nó sẽ có tác dụng như thế nào và liệu rằng con ramus của the ball sẽ vận hành điều đó ra sao Ngọc tái thu hợp thì nó vẫn là một cái dư chấn quen thuộc thôi dư chấn tàn phá hủy diệt kiểm soát điều kiện cùng với kiên cường bằng phụ lấy thuốc thân nhân 3 cùng với giày miễn phí tốc độ đánh và máu theo cấp kéo đấu gặp một con ư đường trên anh em nhé bữa giờ thì bao đang đánh giải với cả scream rồi cũng không livestream nhiều cũng không có nhiều do án mới cho anh em tham khảo nhưng ngày hôm nay thì sẽ là một con ramus proxy một lúc hai len việc proxy một lúc hai len có được hay không thì được nha vẫn có thể xử lý một lúc proxy hai len với việc là chu vào nhà chính đối phương để proxy len top cùng với len mid như vậy thì mid của bạn sẽ không có lính để pha <laughs> và nên làm điều này khi nào khi mà mid bạn quá phế khi mà team bạn quá yếu bạn phải gánh team Chứ nếu như mà ở mức độ thông thường mà các bạn proxy như vậy là bị report đó bởi vì là chắc chắn sẽ có một keo đi không có lính để pha kèo đấu gặp ở góc đường trên thì nó cũng chỉ là một con tướng sát thương vật lý thôi anh em à nhưng mà mình nghĩ là kèo này không khó mà đội đối phương cũng có sát thương phép anh em nha nhớ anh em ơi kèo đầu vẫn là tái sử dụng cùng với một cái giáp lụa ở đây để hướng tới áo tràng gai sớm và giáp gai càng sớm càng tốt Ồ God phía bên kia đánh bằng sẵn sàng tấn công. Like Phép bổ trợ thì là dịch chuyển cùng oh. với tốc hành và khởi đầu thì các bạn thấy là 55 giáp like 55 đám <laughs> kind of he'll, he'll và 15 năm tay. Và để xem tính. kèo này thì có proxy được ở level 1 không anh em nhá. Nếu proxy được level 1 thì nó là một lợi thế rất là lớn anh em ơi. Nhưng mà thường thì những pha proxy level 1 của Devolve sẽ bị đối phương kéo 5 người lên tốt chẳng hạn. <laughs> rất dễ bị đối phương úp sọt ở đây ông ấy đang lùi 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 để đi vào trụ ba đối phương đây, cắm mắt rất là cẩn thận ha. Con <laughs> right. mắt này sẽ cho luôn cái thông tin right. vòng rừng đầu của con Ragad anh not em nhá. Nhưng mà đang không có bất kỳ thành viên nào của đối phương ở đây cả, như vậy là The Ball rất có thể sẽ proxy được ở tân lính đầu tiên. kể cả là tương đối phương có đi chung với đợt lính thì mình vẫn proxy được anh em nhé. Nếu mà tương đối phương đi chung với đợt lính thì mình bật W lên mình lát hit và Aha. câu thời gian rất là tốt. Đối phương nếu muốn ăn cái mạng của mình thì sẽ mất rất là nhiều thời gian và mất lính. Nhưng mà không thấy đối phương đâu cả và đây sẽ là một tân lính proxy cực kỳ chiu dành cho Ramus của Devo. Ok bật W ăn 6 con ha. Mỗi con xa còn một đòn. Chiu chiu anh em ơi. Dừng Lee Sin thì ăn từ khu vực bãi chim. Urgot thì bắt buộc phải có mặt ở land để đón lính rồi. Nên là mình sẽ tiếp tục proxy turn thứ hai Và tầm này thì Ragath đang ăn từ khu vực bùa đỏ đi lên vì cắm mắt tại bãi bồ xanh mà không thấy con ra gắt đâu thì chỉ có thể là đối phương ăn từ bồ đỏ lên thôi anh em. nhưng mà đối phương ăn từ dưới lên thì cũng sẽ mất khá là nhiều thời gian để có thể có mặt ở đây. nó level 2 cộng quy giải quyết lính nhanh để giữ máu ha. bot vừa vào đã thấy mất chiến công đầu rồi. Raven lại còn ăn mạng xả tiền nội tại sớm nữa, mặc dù cũng chưa phải là nhiều số nội tại lắm. mà đó là tiền đề để Raven có thể xả nội tại liên tục. rồi tiếp tục proxy tân thứ ba với một tân lính có xe to ở đây bật W và đánh tay làm mềm những con lính đánh gần cùng với tập trung focus sát thương đánh tay và xe to anh em nhá, chiêu ác luôn, rồi ba tân lính trọn vẹn với 19 CS dành cho đợt trước khi về nhà lấy cái áo chàng gai ha, chưa, quyết định sẽ tiếp tục ở lại đến yeah, từ đợt yeah, với yeah, một yeah, con yeah, Ramus yeah. level 3 và thúc thần nhân 3 được kích hoạt để có thể giải quyết lính Oh. Mỗi đoạn đánh tay thêm được uh, 5 sát tương chuẩn lên lính Nó cũng là công cụ dọn lính rất là tốt dành cho đời bao Sau đó vẫn giữ được quy Và Gragas và... đã xuống đường dưới để băng trụ Gragas e flash hai người Thế thì cái đường trên này có ra mất là cái farm hoài anh em ạ. Farm nào chán thì thôi Boss PK như nào đây Boss PK và có vẻ là Gragas đối phương đã lên bản đếm số Kata cũng xuống để có thể vét mạng Và Lee Sin có được đắp double kill rồi mình proxy tiếp rồi tự sát thôi anh em, hoặc là bấm B về thôi. Tham minh là tham minh Ragad nó sẽ lên rừng trên anh em nhá, nó vừa chết xong nó lên rừng trên đó, chắc chắn là nó sẽ lên thôi. Nên là tự sát đi cho con Ragad đỡ ăn mạng. Ok. Quá chill rồi. Proxy đến mươi một CS mới phải tự sát cái mạng đầu tiên. Cực kỳ chill luôn. Áo tràng gai và dư hơn 300 tiền. Nhưng 300 tiền đấy không mua cái gì cả anh em ạ và thực ra là có mua được cái gì thì cũng chỉ nên mua hồng ngọc nếu mà đủ tiền thôi anh em. Bởi vì là đầu trận thì rất là cần cái giáp gai để có thể proxy I tốt hơn. Yes, <cười> Ông Okay, <laughs> blame con Agot là chơi với lính thôi mà vẫn bị thua tôi một CS <laughs> Tính ra Agot last like hit cũng ác đấy ha. Agot last like hit mà chỉ chừa đứng một con thôi các bạn. Và bao thì vừa chơi con đầu tiên rồi đối phương về nhà tp trở lại khu đường trên để lấy cái lượng trang bị cho nó cân bằng với con ramus của the Bowl. ông proxy không trượt con nào thì đúng rồi người ta farm lính dưới trụ người ta trượt còn có con mà ông cũng ý kiến nữa ôi ông trượt cái tờ này hơi nhiều nha sau đó thì tiếp tục cuộn quy lên để áp lực và chờ hồi w để dọn lính mà thôi rồi khiêu khích đối phương và sau đó thì đấm tướng đối phương để lính chuyển ta gẹt sang con ramus và dọn lính nhanh hơn này là một cái lý thuyết rất là cơ bản ha, mình đấm tướng đối phương để khiêu khích lính đối phương và lính đối phương tấn công mình thì lượng đam phản đến từ cái áo tràng gai và cả cái W nữa, nó giúp cho đội dọn lính cũng rất là nhanh và sau đó dùng luôn cái tốc hành để proxy tân sau, pha này không tàn phá hủy diệt được anh em nhé, tàn phá hủy diệt là bị trụ bắn rất là đau đó, bởi vì là cái áo tràng gai nó phản đam dưới trụ thì trụ sẽ chuyển ta gẹt sang con ramus này, apf đường dưới tiếp tục chết tiếp dầu ra ở đường dưới thế thì Goragat đứng dưới thế thì mình proxy tiếp cái, thôi anh em. Các mọn, các mọn, các mọn, các mọn, các mọn, Ơ, kéo con lính được không? Vẫn kéo được con lính ở đây nhưng mà mất máu hơi nhiều. a, à, à, một hit từ trụ hơi uh, nhiều anh I em ơi. À, à a a, a con a xe to line. được không đây? Cố gắng kéo con lính L L L help. Help. nó đi hơi xa một tí về để có thể proxy trọn vẹn cái tên lính mất máu là nhiều quá. Ừ, à. chưa xe to rồi thôi về tivi anh em ơi. À, Còn về một đường hàng không rồi. Ờ, uh, một hit đánh từ trụ nó CS có vẻ là hơi đánh. nhiều. hai tp đón xe to, to ha. Thử 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 thử. được cái mảnh thứ hai của no cái giáp gai, gai rồi. Không và không mất bất kỳ một cs nào anh em nhé. hai con lính chưa ăn được thì nó vẫn ở còn ở đây. cho nó có con xe to. Ờ, god này vừa sau nó sẽ có sát thương chuẩn để dứt điểm anh em nhé. nhưng mà để mà đẩy con ramus này về ngưỡng máu tử và dứt điểm bằng cái mũi khoan tử thần nó cũng là cả một vấn đề. 200 giáp cùng với <laughs> Một nghìn năm trăm máu tối đa. Tung luôn chiêu cuối để reset wave. Gót có một pha khinh thị và sau đó thì bị khiêu khích ở đây. Dùng E để kích dư chấn. Sau đó thì cuộn quy vòng ra phía sau trụ tiếp tục proxy hay là đi đánh nhau nhở Dừng mid đối phương cũng vừa PK nhẹ nhẹ với Lee Sin. Đi proxy thôi anh em ơi. Giáng proxy để hướng tới giáp gai càng sớm càng tốt. Đối phương đội hình có tới 3 sát thực vật lý và chỉ có con ra đi rừng là phụ đam ap mà thôi Urgot thì không còn nhiều mana để pk và đối phương bắt buộc phải về để đón lính. trong khi đó đời bao lại tiếp tục cuộn quy và chỉ chịu một hit đánh từ trụ 2 để proxy cái tân 6 con phía sau mà thôi. tân này là tân bảy con có xe to, Phàm trừ ác anh em à tính ra Urgot cũng đang phàm tốt nhờ, nó không pham thua đời bao nhưng mà vấn đề ở đây đó là một con ra được pham như vậy thì nó scale đấy rất là khỏe là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trụ của đời bao sẽ không mất máu. Còn trụ của Agor sau những đợt lính tràn trụ thì nó sẽ có dấu hiệu bị lính làm mềm. Nhưng mà Agor lúc này đang thậm chí là tanh luôn đợt lính để giữ máu trụ. Kéo mít kèo hai sát thủ thì lúc này Kata đang hơi thất thế một chút, tiếp tục cuộn quy kéo 6 các lính về. Ok. Chấp nhận chịu một hit từ trụ nó cũng không quá nhiều đam đâu. <laughs> Nốt cái tên này là cũng gần đủ cái giáp gai luôn rồi. Tầm này về bán tái sử dụng là lên giáp gai được luôn đấy anh em. 7 phút giáp gai rồi, quá chill rồi năm xuống hai mạng với một mạng 300 cho Z và một cái mạng tự sát. Đây bán tái sử dụng. Fun <laughs> Cái tương tác giữa hai đường trên nó thực sự là rất ít. Đây là một con remote proxy mà. Top lên 2024 anh em ơi. If game, and you want to have a fun and interactive gameplay, you need to be so That means you're not playing to win. <laughs> Rồi để sẽแกo choàng gai ở cái giáp gai này PK với con uh, Ergod phía bên kia như thế nào này. mất PK với Ergod. Ergod vừa dùng W và Q và lính rồi và đây sẽ là một pha kích dư chấn khiêu khích đối phương lại đối phương E để có thể bỏ chạy mà thôi. 80 CS đến từ cả hai bên và sau đó thì nó sẽ là 83 dành cho Devo. Bot thì lúc này Aphelios đang level 5 và phải nấp sau trụ rồi. Mày về thì tao proxy, tao ăn khiên trụ với tàn phá hủy diệt. Mày không về thì mày thua lên ơi ừ, gót ở lại chắc chắn là thua len rồi anh em đánh đâu có chết nổ con ramus mất lần này giáp đâu ôi bếp kệ đối phương tốt rồi này sau đó thì đứng trong trụ sẽ bị giáp gai phản đam anh em nhá tàn phá hủy diệt luôn là kích dư chấn để giảm đam trụ và sau đó thì tàn phá hủy diệt ăn được một lớp khiên trụ ở đây nhưng mà hết w để có thể proxy rồi bây giờ proxy sẽ đến từ cái lượng đam phản của cái giáp gai vẫn có lớp khiên trụ thứ hai dành cho đội bao đó cái sự khác biệt ở đây là gì là máu trụ của đờ bao sẽ không mất không mất bất kỳ một giọt máu nào luôn máu trụ của con ư thì mất tới hai stack rồi một wave nữa và sau đó thì về nhà dính mũi khoan tử thần bị làm chậm nhưng mà vẫn proxy được cái mũi khoan tử thần không đủ đam dứt điểm nó thực sự là một mũi khoan tử thần mà nó không có đam luôn anh em và với thuốc thần nhân 3 thì level 9 sẽ có thêm một điểm cộng vào cái khiêu khích một ca tiền ở đây rồi, rừng đối phương đang có xu hướng là cam xuống đường dưới thôi Bởi vì cái kèo tốp này là rừng không muốn lên Lee Sin hay là Gragas nó cũng đều không muốn lên Nhưng thấy thế trận lúc này đang là thế trận mà cánh dưới đang bị thua Còn Aphelios khá là nặng Cata thì tạm ổn, Lee Sin tạm ổn Nên là chưa thể proxy way mid được anh em nhé Chưa thể proxy một lúc hai way được Bởi vì nếu proxy lúc này là con sẽ bị thọt ngược Như thế thì rất là tội cho Katarina Còn Aphelios thì đang phải áp cao chỗ 2 luôn rồi anh em ạ Quá là ngợp dành cho Aphaelus luôn rồi. Lee xin đánh xuống cánh dưới nhưng cũng không thể cứu nổi cặp bot đã bị con Raven phía bên kia nó oh, lăn cầu power. tuyết. Nhưng mà thực ra là con Ramus này không ngại Raven. Raven thì nó cũng chỉ là một con xạ thủ sát thương vật lý thôi. Và với một con Ramus đang farm tốt như thế này cùng với hai khiên trụ nữa thì lượng giáp hiện tại đủ để có thể đánh với các sát thương vật lý đối phương mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ư gót vẫn chưa về à này chỉ giữ đấy này vẫn chỉ có một cái lưỡi hái cùng với cái hồng ngọc thôi và đam của nó thực sự các bạn thấy không? cái w con Ư gót này nó còn tụt máu nhanh hơn với lượng đam phản của the ball w cùng với giáp gai máu trụ của Ư gót cũng đã mất đi khoảng chừng nửa cây và đây sẽ là một pha khiêu khích đối phương có một pha khinh thị tạo giáp ảo và sau đó đối phương tốc biến đi the ball thì sắp bị châu cuối đối phương giữ điểm hay chăng chắc chắn là không đủ đam với cái mũi khoan tử thần và đối phương vẫn còn đủ mana để có thể rờ nha. Đưa vào thì đang chờ hồi W, mũi khoan tử thần và đưa vào có một phát solo kill ở đây. bị mũi khoan tử thần làm chậm nhưng mà rờ ra được. dính lốc xoáy tử vong lượt đi nhưng không dính lượt về ok chưa? nhưng mà con ra gắt ap bốn bà. Bố bà. bị thằng mập nó lên nó vết mạng ở đây rồi them being top side means that we move into bot lane. We secure the mountain dragon, that's really good. That's really good. Ôi rồng đất nữa à, ngon nha. Con rồng đất này rất là ngon nha anh em nhá. Con Ramus cực kỳ thích rồng đất luôn. Đội đối phương bắt buộc phải kéo con Gragas lên cánh trên để vét cái mạng của Draven và đồng đội lại có rồng cánh dưới. Nhưng mà lúc này khi Aphelios đi bot với Zed thì như thế nào? Sao mà con Aphelios đi bot được? Kata phải đi bot thôi. Nhưng cái lend mid lại cho Aphelios thôi anh em ơi. Đồng bào thì vừa có được một Raven mạng hạ gục vài của Ưu Gót Tầm này thì đi 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 chưa phải đi Caleb. cùng với con Raven Bot thì đồng đội vừa có mạng của Chắc... Zed phía bên kia Mà con Ưu Gót này level 9 tức là nó mắc W với rìu đen rồi anh em nhá Nhưng mà mắc W thì nó cũng chẳng có gì ngại cả anh em ạ à cho bạn đúp hoài luôn cũng được. Tất nhiên là Aegis sẽ không đúp trong lúc mà con Ramus có đúp được. Và tầm này đúp cộng điểm tối đa rồi, tồn tại rất là lâu và proxy xong đợt lính thì đúp nó vẫn sẽ còn tồn tại mà thôi đối phương ngắt đúp nhưng bị khiêu khích lại và bắt đầu là tụt máu tầm nửa cây rồi. Quá khổ dành cho Aegis cái kèo này luôn. Để cho con Ramus proxy quá là chịu và sau đó thì cái kết là bị con rabbit này chơi trên đầu trên cổ, dù đen cũng không thể giải quyết được vấn đề lúc này là con rabbit này có quá nhiều giáp và sát thương. Sau đó thì đối phương bắt đầu kéo hơi đông người lên, có một con ra gat nó có nhiều sát thương phép ở đây, dính mũi khoan tử thần, áp được cho mình đó là level 11 dính kinh thị và sau đó thì bị áp chế sát thương chuẩn đến từ áp chế của mũi khoan tử thần cùng với một con ra gat nhiều sát thương phép, khiến cho đội bao đã phải nằm xuống một mạng ở đây. Nhưng mà đối phương vừa kéo ba người lên cánh trên, thì liệu rằng cánh dưới của mình có cái gì hay không? Câu trả lời là không Nhưng mà lính tràn trụ như thế này là con... Urgot oh lại tiếp tục mất thêm rất là nhiều máu trụ anh ừ. em nhé pha này thì TP đánh với Raven luôn à? Hồi nãy là Raven nó ở cánh dưới nhá ăn trụ đường dưới, sau nó ra mid ăn trụ đường giữa nữa Thì bây giờ nó lên đường trên là mình bắt buộc phải đánh với nó rồi Nhiệm vụ của mình ở đầu trận không phải là đánh với Raven nhưng mà khi đối phương chủ động tìm tôi anh ta chủ động tìm tôi một rìu xoay bật W khiêu khích và raven không có thanh tẩy à raven có dominic đồ hai nhưng mà tụt máu kìa Huyết kiếm cùng với dominic nhưng mà cảm nhận lượng sát thương đấy từ con ra mất là không hề nhỏ tí nào raven lại có mạng của lee sin với lốc xoáy tử vong ơ tim gì yếu dữ ấy à, sau đó thì the Bao lại đi proxy bỏ qua con raven mà thôi a cũng chết rồi trụ đường trên của không the Bao còn một trăm phần trăm cây Trụ đường trên của bao vẫn còn 100% cây máu và đây là một tình huống vì đồng đội chết hết rồi. Một lúc Proxy Highland là đây, cuộn tới cuộn lui và kéo tổng cộng đó là 14 con lính về để proxy cùng một lúc. Ok chưa? Cái pha này là cái pha AF chết rồi nên là mình Phantomic của nó được anh em nhé. Và các bạn thấy là 14 phút 164 CS. Mid tower gone. Bot tower gone. Mid trăm 100% cây. 5, 5, <laughs> mít mất trụ bót mất trụ trụ tốt của đờ bao một trăm phần trăm cây máu năm máu không mất bất kỳ một giọt máu nào và con raven 2 đồ xả tiền nội tại quá trời nhưng mà gặp con ramus đang farm như này nó thực sự là một kèo rất thích lệch dành cho đờ bao luôn đây. rất nhiều những cái giáp lưới ở đây và lúc này giáp cơ bản đã là tầm 300 chưa tính kích đứt nó có thể tăng thêm rất là nhiều nữa lại còn có thêm một con dùng đất nữa anh em và vừa rồi là một tình huống xử lý mà proxy một lúc hai len với cái việc là giật tới giật lui để kéo lính về farm của một lúc 17 con oh, À nhầm nice. mười con đấy, anh em nhé mỗi tân bảy con tổng cộng là 14 con trong đó có tới hai con xe to là cs con ra mất nó sẽ nhảy rất là ghê nhưng mà không phải tân nào mình cũng proxy như vậy được bởi vì là cái tân vừa rồi con af nó ở đường giữa nó bị chết nên là mình tiện thì mình farm luôn thôi Chứ nếu mình cứ proxy liên tục như vậy là đồng đội khóc thét đấy, anh em nhá cấp độ 12 rưỡi, proxy thành công một tên và sau đó thì tiếp tục vòng ra trụ 3 để thu hút sự chú ý đối I'm phương. Con thằng Raven nó không phải là vấn đề, mà con Ragat có thể là một vấn đề đấy nhỉ Lại This tiếp tục proxy một life. lúc hai lane nữa à? Rồi, rồi 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 rồi. Kéo được bao nhiêu con đây? trượt mất một, Trượt mất hai con đường giữa, Trượt mất hai ba con đường giữa. Nhưng mà 16 phút 185 CS ơ ừ, sẽ làm được gì một con ra mất tầm 300 giáp và tham minh này mất hết lính đường trên rồi ơ oh gót ơi mất hết lính ở trụ hai rồi ơ oh gót ơi ơ oh gót vẫn đang dí theo rất là cay cú đến từ ơ gót cuộn ngược trở lại so với the... một cú quy đến từ đờ bầu mất hết cả wave đến từ ơ oh gót rồi và tiếp tục proxy một lúc hai len với cú chiêu cuối để kéo lính đường giữa và sau đó thì giật tới giật lui với cái w của mình khiêu khích kích dư chấn bị khinh thị và mất đi khoảng chừng 4 con lính đường giữa nhưng mà bảy con lính đường trên nó cùng với ba con lính ở khu đường giữa tạo thành một tân 10 con và đó là một tình huống mất quá nhiều lính đến từ vị trí <laughs> của Ugoth. Sau đó thì được bao có được cho mình đó là 195 CS sau 16 phút. CS này nhiều khi các pro player đánh trong giải cũng không được luôn anh em nhé. bởi vì con mất này nó phox một lỗ hai len nên là nó, nó rất là khỏe ở tại tham minh này và bây giờ đường dưới đang có đánh nhau, đồng đội bắt được hai người. Còn đường trên thì gót vừa mất máu nhiều vừa mất lính nhiều, trụ hai cũng, cũng mất máu nhiều luôn bây giờ thì đờ sẽ đi kích những cái trụ cánh dưới bản đồ với một con ramus đang có thể gọi là siêu xanh ở đây cây đây thì một bốn nhưng mà nó khỏe ngang với những cây đây như kiểu là chắc phải tầm 10 mạng anh em ạ khỏe điên luôn đấy rồi tiếp tục cuộn quy để dọn lính và hướng tới trụ một đường dưới gỡ trụ cho team thôi team đang hơi yếu vừa bắt được mạng của grab cùng với raven nhưng mà Afe thực sự đang quá yếu rồi. Đồng đội vừa có thêm một con rồng nước và đờ bao vừa lấy thêm một trụ nữa cho đồng đội với cái trụ thứ hai dành cho team đờ bao trong ván này. Con mất này nó đang gánh tim và nó sẽ phải gánh tim đấy anh em nhé. Vì đội đối phương có rất nhiều sức vật lý. Sau đó thì cái W của con Egor là một cái kỹ năng mà nó sẽ bị con Ramos này khắc chế rất là nhiều. W hồi lại kịp khiêu khích thành công vị trí của Raven chu cuối còn nhưng mà Lisinho rồi ơi. Lee Sin ơi, Lee Sin đi đâu rồi? Hit Bị hất tung rồi. rồi và sau đó thì R chạy và đó là một pha bỏ chạy với một chấm máu đến từ nửa vòu Hú Lee Sin là sao lại chạy nhờ? Lee Sin ở lại đánh yeah, 2v3 quả vừa rồi, ngon luôn đấy, anh em, Raven còn có nửa cây à Mà cái W con gót đánh kèo với con Ramus này là một kỹ năng tự bóp Nó không phải là một kỹ năng có khả năng gây đam mà nó còn tự bóp con gót phía bên kia Nhưng mà đường giữa thì Aphelios lại tiếp tục chết tiếp rồi, Aphelios với Sona làm cái gì đây? Tôi không hiểu Not here. Cuộn quy xuống đường dưới để tiếp tục đẩy cánh này. đến từ đờ bao. Kata đường trên cũng gãy rồi. có một con ram rất khỏe nhưng mà lee sin có vẻ không Ramus, là không biết chơi ram nên là lee sin cũng không đánh theo đờ the bao. lee sin đánh xuống cánh bốn người còn lại thì ba người còn lại thì đang bị mất hết trụ, trụ, trụ ngoài rồi power. mất năm cái trụ ngoài rồi tàn phá hủy diệt và sau đó thì rút lui đến từ đờ bao mà thôi. I have về nhà lấy rắc so ha 18 phút 19 phút đã có được rắc xo so ở món trang bị thứ hai bên cạnh cái giáp gai và rất nhiều mảnh giáp lưới vẫn còn ở đó giày thì cũng là giày pháp sư giày hai rồi nó à, mặc dù nhìn một bốn cây đây nhưng mà tiền từ trụ <laughs> vừa rời top có một phút thôi nghe mà mất hai cái trụ top trời ơi cái tìm rồi đánh cái gì tôi cũng không hiểu nữa đấy con ra một máu kìa không, không được, được rồi cứ định đi đón lính đến từ đồi bầu đồng đội tiếp tục lăn ra chết tiếp hay như nào đây đây là một tình huống đối phương còn rất là nhiều máu chỉ có mỗi con ra là yếu máu thôi một pha bọc sau tới từ đầu bao và nhắm tới ai nhắm tới raven raven hết mana một cú rờ thẳng vào và sau đó thì khiêu khích Rakan để Rakan chết trước qatar vét mạng và đó là mạng dành cho đầu sau đó thì qatar reset bộ kỹ năng xong chẳng ăn được cái gì cả Ở kia kìa, sát thủ đánh gì kỳ thế phía sau thì z đang tấn công vị trí của sona một pha giật về đến từ z với dấu từ thần lần 2. ra can nói là tại sao đầu bao lại chọn tôi đối phương có quá nhiều kỹ năng cc để có thể né giao tranh cái e con ragat là một kỹ năng disengage rất là tốt khó nha. cái team này là cái team cực kỳ khó, đây là lý do vì sao mà cái title cái tiêu đề của video clip mà Đờ Bao làm về con Ramus này là The hardest game I have to carry. Game đấu gọi là khó khăn nhất mà Đờ Bao từng phải gánh team ở mức rank đại cao thủ của máy chủ EU. Mà nhìn những cái đại cao thủ của máy chủ này đánh cũng kỳ quá, Hang Raven rồi oh, Raven vô cực luôn rồi. Nó hơn hai đồ lớn so với phê Đi top không mất bất kỳ một giọt máu nào vừa rời tốt có một phút thôi mất hai trụ liên tục và đối come, come. phương ép Baron với một con ra đã không có chiêu cuối ở đây để vào kêu gọi một tình huống đánh nhau và Caitanya lập tức TP mà Lee Sin ở vị trí gọi là hơi xa máu Baron tụt hơi nhiều kích tốc hành và sau đó chọn Raven là mục tiêu tấn công Raven có thanh tẩy trong tình huống này và sau đó thì đối phương đang cố gắng rút lui mất tầm nửa cây máu rồi hết đứt tạm thời sẽ phải giật ra một nhịp nhưng mà Baron vẫn vào ngưỡng máu để Ragas có thể trừng phạt vì Lysin lên không kịp tim đánh gì như mơ ngủ vậy z thì nó hơi cơ động nha z bỏ chạy ra gat e eflat tung thùng rượu nổ và kata cút luôn rồi ra can và thế là đồng đội đầu hàng đội bảo đành phải rút lui vì cũng chẳng thể làm được gì hơn với một con ra mất. lúc này đối phương còn quá đông người chặn lính chặn lính anh em chặn lính không cho đối phương end game chặn lính không cho đối phương end game đang kéo lính ra và đối phương có lính có baron và đội còn chiu cuối khiêu khích thành công và sau đó thì lách được cái e con ra tung chiu cuối để có thể bỏ chạy vào thôi câu được khá nhiều thời gian nhưng mà câu thời gian xong để làm gì đây Câu thời gian xong thì đồng oh, đội oh, với oh, Sona Aphelios oh, cùng với Kata hồi sinh ra cũng thực sự là chẳng làm được gì. Về anh em ơi, về anh em ơi bị lộ vị trí chưa đấy. Lộ vị trí chưa đấy. Quy chạy kịp không anh em ơi? Có vẻ là Z đã sẽ dí rồi. Còn Z này cũng rất xanh, đồng đội vốt đầu hàng và đồng đội bao thì chưa vốt được vì đang bận chạy vòng vòng với con Z phía bên kia và đó là một pha chạy về thành công đến từ đứa bao. Vẫn có thể về được anh em ơi vẫn là chỉ số farm vượt thời gian tầm 20 CS nhưng mà team thì đang cực kỳ no hope ở đây. Kata lại tiếp tục chết tiếp, Z thậm chí là không cần dùng gióng tử thần để có mạng của Kata. Gióng tử thần dùng vào Sona thì double kill dành cho vị trí của đường giữa đối phương trong khi đó thì Lee Sin vét được mạng của Ragas với cú nộ long cước Đón kịp con xe to dưới trụ 2 và đi cứu Lee Sin được hay không cảm giác là hơi khó rồi. Lee Sin đang chạy về một hướng nó quá xa so với vào <laughs> và bốn người chịu ở ừ. For, he's not live for much longer. Nếu không phải con Ramus này thì không thể một với bốn được anh em nhé và rồng đã xuất hiện đưa bao đang có định tấn công con z này liệu rằng có tấn công được hay không vì phía sau con z còn rất là đông người nha khiêu khích z bắt đầu tụt máu với những đòn đánh tay kích được nguyệt đao và mất trầm tầm nửa cây máu gần nửa cây đối phương đang đi ăn rồng nên là mình cứ thế mình proxy và không cho đối phương có lính để chạm trụ The Đứa ba bảo là bây giờ con Raven này hơi khó để giết nó một mình rồi. Proxy những đợt lính như này sẽ khiến đối phương không có lính để ăn trụ hai anh em nhé, bởi vì trụ ngoài nhà mình mất hết rồi chỉ còn mỗi trụ hai đứng dưới thôi. Nên là Proxy cái đợt bot thì nó sẽ khiến cho đối phương không có lính để one more wave. lấy trụ bot nhà mình vào đây cứ tiếp tục Proxy tơn bot này mà thôi. Tơn này thì Proxy xác định là có thể chết anh em nhé, hoặc là cố gắng câu thời gian cho AF nó pha oh, cánh trên shit. thôi. Oh shit. Oh no. Con ở đây, rakan ở đây. À. Khó rồi. Lốc xoáy tử vong đến từ Raven ạ. À. Đủ tiền để hướng tới một trang bị nữa dành cho Draven đó chính là một cái giáp liệt sĩ. Mà nãy giờ các bạn thấy là Baron đối phương cầm không đẩy được. Baron đối phương muốn ăn trụ hai đường dưới nhưng không ăn được anh em ạ. Có lính đâu mà ăn. Con Ramus này nó proxy hết rồi. À? và nãy giờ thì AF đang được farm lại một chút nhưng mà cũng chẳng biết là với những player như thế này thì farm đến bao giờ để mà win game nữa 23-9 là chênh lệch về kill tại thời điểm này 24 phút vẫn 206 mấy cs nhưng mà thực sự team đang game. gọi là quá yếu ở đây to right? mid lệch đó là hai level rồi sau khi được bao lên bản đếm số thì không ai dọn wavebot và đối phương vẫn có way để có thể ăn trụ hai cuối cùng thì đối phương vẫn ăn được Mặc dù thì đối phương cũng đã hết baron Mà quyết định đến từ được bao sẽ là một pha di chuyển xuống đường dưới tông thẳng vào vị trí của Raven với cú khiêu khích Raven không có thanh tẩy dính anh chàng dẫn lối Raven tốc biến đi và đang cực kỳ yếu ở đây rồi Kata vào dính mê hoặc và xoay bóng xe từ thần không được bao nhiêu đam cả đứng kế bên vị trí của Ragat với cú quỳ đánh tay nhưng sức đồ chưa đủ vì chưa có W và chưa có E dùng e để giết ra can và sau đó w đã hồi đến từ đồi bao tiếp tục w đánh tay và mạng có dành cho đồi bao nhiêu đường trên thì ergo đang được thả oh. Get away, from the inhibitor. Get away. cút ra khỏi cái nhà lính của tao cút ra khỏi nhà lính của tao đấm tao đi đừng đấm nhà lính của tao nữa đấm tao đấy back off dude back off dude về đi ông ơi về đi ông ơi nhả cái nhà lính ra ông ơi lycan ơi lycan có cái gì không lycan không có cái gì cả thậm chí lycan bị áp chế, và Lee Sin chết luôn trời <laughs> yếu dữ vậy Oh, oh no, cuối cùng vẫn mất Mega, lại còn mất thêm cái mạng của Lý Sin nữa Giết con gót này được hay không? Đối phương tỉnh khiêu khích với cái giày thủy ngân và đối phương bỏ chạy nhưng mà Hồi Quy là chết mà thôi Ôi, chọn, 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 chọn farm lính trước à? Farm lính trước người sau ha? Lính trước người sau với một tình huống Hồi Quy và W cũng sẽ hồi kịp ở ngay cú Quy này mà thôi, đối phương Quy xịt Đối phương E và đối phương sẽ lên bảng với cái W của mình mà thôi W của Urgot thực sự là một kỹ năng tự bóp bản thân và không thấy đam đâu mà lại còn thấy tụt máu nhiều nên là đánh với cả con uh, Ramus này thì nghĩ là ở God. Càng rút đớp dáng được. được. <laughs> <laughs> Khỏi dùng đi anh em. Dùng tự nhiên thấy mình tụt máu nhiều hơn. Giáp quá trời đúng giáp về 400 giáp rồi. Thường. Con Ragat thì nó đang lên sách trời 10 dai luôn. Mất 2 mega anh em ạ. May là chưa mất Megabot vì con Rammus của bao vừa rồi đã có một pha teamfight gánh team rất tốt team baron, sự vẫn là một game khó điên luôn bot, Với cái thúc thần nhân ba thì lúc này cấp độ 16 đã được 4 điểm quy EW thì mắc rồi Đến level 17 là... Phun các kỹ năng thôi một, một mình, mình tự đi deny một, một Mega của không đối, đối, đối phương khu vực đường trên và đồng đội lúc này thì vẫn đang có lợi thế về người trong thoáng chốc khi mà Egoth cũng vừa chỉ xuống bản đếm, đếm số mà thôi sẽ là một pha đấm còn Egoth là không quyết định bỏ qua Egoth để có thể đi proxy đến từ đường bao một pha proxy mà chắc chắn là đối phương sẽ kéo người lên để hỗ trợ thêm dành cho Egoth nếu như vậy thì đồng đội của mình lại có thể có Đấy, được một tình huống Baron. cắm mắt thì tại thì Baron nhưng mà Egoth quyết định đi dọn lính rồi đối phương có thể đang ăn Baron và bỏ qua đường bao luôn đó đối phương đang bắt xin để ăn Baron mà không có một áp lực trừng phạt nào tất từ ly sin cả ly sin mặc dù chưa chết nhưng đã phải yeah, rút lui gift tức là bỏ, bỏ rồi bỏ baron là nhìn tầm nhìn này là cực kỳ hạn chế để pk rồi thôi để cho kata để đứng à, dưới để cho a farm ở khu vực đứng giữa được bao thì quyết định là sẽ ăn trụ hai đường thích. trên vì thực sự là nếu mà team fight có baron này thì lại thắng rất thấp nên là đẹp nhất là ăn trụ tiền thưởng mục tiêu sau đó thì raven có mặt gott có mặt ủa cái tốt mạnh nhất là cái top bốn người rồi tung chu cuối câu thêm mấy thời gian ở đây với cái giáp lịch sĩ thì tốc độ chạy của đứa bao đang là rất nhanh okay. và liệu rằng đối phương có bắt được đứa bao hay không có Z ở đây rồi. Cuộn tới cuộn lùi. À, tứ vẻ thọ địch rồi. Lại tiếp tục proxy một lúc lên à. On me. Bốn người nó quay anh em ơi. Nói cái tân lính này được không? Không được rồi. Đồng đội đừng giữa gỡ được cái trụ của đối phương rồi. Thôi tập này đã chết 6 mạng rồi, cái mạng này cũng chỉ tầm 300 thì đồng đội gỡ được trụ là ngon ha Nhưng mà chưa kịp tham minh rồng, tiếc ghê Kịp tham minh rồng nước nữa là ngon luôn ấy Nhưng mà không kịp rồi, hơi bỏ rồng nước đi anh em ơi Phun đồ sau 28 phút với một con Rammer Proxy gọi là... Cực cháy ở đây 28 phút, 320 CS <laughs> ao chỉ số farm 40 so với thời gian Chưa đủ tiền để nâng cấp cái giáp lưới thành một trang bị nữa, mình chẳng biết là lên cái gì Bây giờ thì nó có thể là một cái khiên thái dương được bao bảo là một ai đó hãy lên đép đường trên đi được bao sẽ đép được đừng cái tân bot này với một con ramus lúc này là bốn rưỡi giáp và 3 k 8 máu ở đây cái giáp lưới cuối cùng này nó sẽ được nâng cấp thành một là khiên thái dương hai là cái lời thề hiệp sĩ anh em nhé nhưng mà a phê ván này yếu quá có nên lên lời thề không nhỉ mà lên lời thề cũng chưa chắc đã cứu được ấy đây là một pha 1v4v5 một đến từ đứa bao một pha 1v5 một đến từ đứa bao luôn rồi tung chiêu cuối câu thêm một lượng thời gian cũng là tương đối ở đây. Sau đó thì mất máu hơi nhiều rồi, đi proxy và không cho đối phương có cơ hội chạm trụ nhưng mà đối phương vẫn còn con xe to à. Mà con xe to này nó không tanh nha, con xe to có Baron là nó đứng ở ngoài nó bắn luôn à. Uầy và... con Z nó vào làm phát Afe đi luôn vãi gì đấy. Không có lính nhưng đối phương vẫn băng trụ chết con Afe dễ vậy. Đối phương không có lính để ăn trụ Đối phương chỉ có một con xe to mà thôi đờ vào đắp proxy luôn cái tân phía sau rồi cuộn tới cuộn lui nhưng mà không có chuối cuối một, một pha thùng rượu nổ đất giải tán đá đông đấy từ ragat yếu đất. rồi đấy có ai có Dam? ông lee xin vô hình cước vào ngay cái đồng hồ không có Dam luôn rồi có Dam còn phơm đến từ vị trí của katarina nhưng katarina cũng bị raven ném dìu xay và cút luôn sau na thì quá mỏng sau na như một tờ giấy làm cái gì bây giờ anh em con lee xin này a đang trên bản đến số mười bảy giây Đối phương có megamit để end game đội bóng sẽ phải cố gắng làm cái gì đây Khiêu khích, xạ thủ đối phương lại khiêu khích được mỗi con ra can mà thôi. Không, đối phương bỏ qua được bao rồi. Chúng nó đang bỏ qua tôi, chúng nó bỏ qua tôi. <laughs> à, không làm được gì cả. Pay attention to me. Pay attention to me. Đừng có đánh nhà của tao nữa, đánh tao đi. À. Không thể gánh được anh em một lúc Proxy Highland. 16 phút. 195 CS. Full đồ sau khoảng chừng 29 30 phút. Nhưng mà team nó tạ là... điên luôn anh em ạ, team nó tạ quá luôn ấy. Oh my god. Này trai 32.000 sát thương oh dành cho Ramus của Derbau hey. phía phim kia là con Z 34.000 35.000 không thể gánh tim nổi anh em nhìn cái tim thì lising, kata, Afe, nhìn nó, nhìn nó lòm quá anh em ạ à. nhưng mà việc proxy một lúc hai lên vẫn có thể làm được. chẳng qua là không phải ván nào cũng làm vì ván này là tim thọt quá nên mới phải pham những cái tên mà đồng đội bị chết hoặc là cố gắng pham để mà gánh tim thôi nhưng mà gánh không nổi anh em ạ. À. bên kia đơn giản là nó cứ bỏ qua có ra mất để nó đánh nhà thôi. tất nhiên là daven thì nó sẽ có được cái khả năng kháng bằng việc là thanh tẩy, rồi thì đồng đội của nó cũng giải quyết những cái vị trí khác trong team của đội bao quá là nhanh đi đối phương bỏ qua con mất để có thể đánh nhà là không thể đét được nữa rồi. thì không phải là ván nào con mất này cũng có thể một V chín rồi anh em nhé. ván này gọi là một V chín hết sức có thể rồi đó. đánh hai công lực nhưng mà cũng không thể gánh rồi. À, vì cánh dưới quá thọt đi. nói chung là game 5 người mà anh em mình gáp được tốt đối phương nhưng mà cái cánh còn lại của mình bị gáp quá nặng bởi bốn đứa kia thì cũng chịu rồi. chênh lệch đến từ cánh dưới nó quá lớn đi. Đúng rồi cảm ơn anh em rất là nhiều và đã theo dõi một game đấu của Đời Bao với một cái tiêu đề trên kênh của Đời Bao đó là game đấu khó nhất mà Đời Bao phải gánh đội và thực sự game này có thật nhưng mà vẫn là một giai đoạn ramus khá là chất lượng ha đánh gọi là ping đánh hết sức có thể rồi đó các bạn nó mới có thể hâu game được đến tầm thời điểm ba mươi phút còn nếu không phải là một con ramus đường trên đánh được những cú như thế này thì mình nghĩ là game này nó có thể end tầm mười lăm gg hoặc là tầm hai mươi phút là căng hai mươi lăm phút sau ba một là end rồi anh em ơi rồi, cảm ơn anh em hẹn gặp lại anh em vào những giao khăn án khác trên kênh văn tùng và rất hy vọng anh em xem mà thấy hay thì đừng quên để lại những lượt like những lượt subscribe để ủng hộ channel youtube văn tùng cũng như là xem những giao án trên kênh của đờ bao nữa anh em nhé trên kênh youtube đờ bao cũng đăng rất là nhiều giao án và được edit cũng uh khá là bắt mắt nên là anh em cũng có thể ủng hộ thêm những giáo án của The Bow. Còn Văn Tùng thì chỉ làm uh, lâu lâu có giáo án hay hay thì mình sẽ lựa ra mình làm xem cho anh em uh, có một cái cuối tuần vui vẻ thôi. Bye bye anh em nhá. Bye bye.